Chào anh em nha, quay trở lại trận đấu đỉnh cao nha nè. Trận này thì thua đối thủ chút xíu anh em ơi. Xin chào mọi người, tôi là bình luận viên Anh Quân. Cầu thủ hai bên đã vào sân, trận đấu có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Được rồi, tiếng còi khai cuộc đã cất lên. Bóng được di chuyển sang cánh. Bắt bước một tuyệt vời. Pedro. Pha vô lê cực mạnh. Thủ môn đoạt được bóng. Đẹp mắt. Đây là một pha cản phá quan trọng khiến cầu thủ đối phương thất vọng. Varane. Anh chuyền bóng sang cánh rất khéo léo. Nani. Keiko. Walker. Lukaku. Danilo Pereira. Vào rồi. Họ vươn lên dẫn trước. Mình không phải sút đâu, mình cứa lòng đó anh em ơi, mình chỉnh cái nút cứa lòng. Còn cái nút sút anh em biết không, mình đặt tuốt trên cái góc phải trên màn hình, trên cái nút xanh xanh trên đây nè, tuốt trên góc phải luôn á. Mình tại vì có cái nút đó mình to quá. Vâng, hiện tại tỷ số này chắc chắn sẽ làm hài lòng cả người hâm mộ và cầu thủ. Chỉ còn chờ xem họ có thể giữ vững lợi thế này không. Bóng được chuyền sang cánh. Neymar. Bóng vượt qua đường biên, ném biên. Hên quá đẹp ơi. Dập lại nè, dập lại, đẹp. Trận đấu đang tiến vào những giây phút cao trào nhất. Bàn thắng thứ hai của trận đấu. Rồi. Trận đấu bóng đá không thể thiếu những pha đối mặt như thế này. Đòi hỏi cảm giác bóng và sự tự tin cao độ. Thật sự tuyệt vời. Ở tỷ số 1-0, tình hình trận đấu vẫn khá cân bằng. Nhưng hiện nay, khi chênh lệch tỷ số mở rộng lên 2 bàn, tâm lý của cầu thủ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn. Niềm tin vào việc giành chiến thắng của đội dẫn bàn sẽ mạnh mẽ hơn, trong khi lo lắng về thất bại của đội đang thua sẽ trở nên nặng nề hơn. Lukaku! Trong thời gian vừa rồi, họ đã chơi rất tốt khi rút ngắn được tỷ số, nhưng họ không thể quá vội vã, tiếp tục chờ đợi thời cơ và ghi thêm bàn thắng. Pedro. Tốt đi. Bàn thắng tuyệt vời. Mình đã sút rồi, nó bắt được cái này. Hiện tại đã dẫn trước hai bàn, có thể nói đã xây chắc chiến thắng. Nó phải dựng, nó phải dựng ha. Rồi sao nó mất tiếng rồi anh em ơi. Nó bị trời gầm cái nó mất tiếng luôn rồi. Ôi sao mất tiếng luôn rồi ta. Ôi hết giờ rồi. Ôi sao bị tắt tiếng luôn rồi anh em ơi. Ủa, mình đâu có nhấn lúc nào tắt tiếng đâu. Gây cấn hơn nữa. Giống như nó bị trời gầm. Nani. Có vẻ như anh ấy đã việt vị.
Varane. Danilo Pereira. Neymar. Đá ngang ngang. Cristiano Ronaldo. Ngang ngang, các cầu thủ dễ chơi nè. Pepe. Ơi, chuẩn bị mưa anh em ơi, chuyển lại cho thủ môn. Chuyền sang cánh. Lựa chọn chuyền về. Nani. Không còn nghi ngờ gì nữa, đường truyền này không đủ hợp lý. Họ sẽ có một tình huống ném biên. Pepe. Nani. Hoàn toàn nằm trong phán đoán của thủ môn. Phải dự qua được thủ môn có là chết rồi. Chút cho đó cho các tốt cuộc luôn đó. Chiellini. Lên cân, theo nó cân. Theo nó cân. Theo áp sát vô. Pepe. Nani. Lên, shot. Trời ơi, nó vượt qua không được anh em ơi. Cầu thủ của mình chắc nó cũng bị chuyền sang cánh anh em. Hết sức rồi. Cảm giác bóng chưa tốt. Quên nữa, mình đâu có thay cầu thủ được. Lukaku. Nani. Keiko. Áp sát. Lên. Đây, cơ hội sọt nè. Cơ hội. Trời, nó chạy cái sau lưng không có lấy cầu thủ này. Salah. Chuyền bóng về phía sau và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Tiếng còi kết thúc đã được vang lên. Trận đấu đã chính thức khép lại rồi. Trời ơi, lần đầu tiên thắng đỉnh cao đó trời, từ hồi lúc chơi game tới giờ đó. Xin chào và hẹn gặp lại trong các trận đấu tiếp theo. Một tuần chỉ đấu có 2 trận thôi anh em ơi. Rồi bây giờ trận thứ 2 nữa anh em. Thắng mới có 1 trận không biết trời ơi. Trời ơi còn nhiều lắm anh em ơi. Trời ơi á.